Kính chào quý vị và các bạn. Bão số 9 đi sâu vào Biển Đông, gặp vùng biển lạnh cho nên cường độ bão đang giảm. Sáng sớm nay thì bão mạnh cấp 10, tương đương với sức gió từ 89 cho đến 102 km/h, giật cấp 12 trên khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo là bão số 9 sẽ tiếp tục giảm cấp và đến sáng ngày 21 tháng 11 thì sẽ suy yếu còn là một vùng áp thấp ở trên vùng biển ngoài khơi trên Trung Bộ. Hoàn lưu bão số 9 sẽ gây gió mạnh và sóng cao cho khu vực Bắc Biển Đông trong ngày hôm nay. Gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 12, tương đương với sức gió giật từ 118 đến 133 km/h. Sóng biển cao từ 3 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh. Ngoài ra, vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ trở vào đến Quảng Ngãi do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay gió đông bắc mạnh cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Dự báo dài hạn thì trong khoảng 10 ngày tới, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tăng cường, khu vực đảo Lý Sơn, gió mạnh cấp 4 đến cấp 5, sóng biển cao từ 1m50 đến 2m50, tàu thuyền cần hạn chế tốc độ khi ra vào đảo. Riêng từ ngày 28 đến 29 tháng 11 thì gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng có lúc cao đến 3m, biển động. Vùng biển từ Bình Định trở vào đến Cà Mau, Kiên Giang, ngày hôm nay lưu ý mưa dông. Trong mưa dông sẽ đi kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa dông còn làm giảm tầm nhìn xuống còn từ 4 đến 10 km. Ở khu vực huyện đảo Trường Sa ngày hôm nay cũng cảnh báo có mưa dông, lốc xoáy, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Riêng phía Tây, gió có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Bản tin của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.